9 giờ sáng nay mới vừa ra một cái sự kiện mới, Game Genshin Impact các bạn ơi. Và cái sự kiện này nó dễ hơn cái sự kiện trước đó rất là nhiều nha. Bạn đang có nhu cầu mua hạt Genshin, hãy đến ngay với shop Genshin Việt. Hạt siêu ngon, giá siêu rẻ, đặc biệt là những trò chơi cực kỳ hấp dẫn, mua một tặng một. Còn chăn trở gì nữa, đến ngay với shop Genshin Việt, uy tín đặt lên hàng đầu. Hello, xin chào tất cả các bạn ha, mình là Phúc Thế Kỷ đây. Thì cái sự kiện này tên là Suy đoán tỉnh táo nha các bạn. Thì cái sự kiện này nó khá là dễ luôn, tức là cái sự kiện trước quá khó với các bạn, rồi cái sự kiện này thì nó lại dễ quá ha. Thì bây giờ thì mình sẽ dịch chuyển qua cái chỗ mà làm sự kiện nha các bạn. Và cái chỗ này anh em lưu ý là anh em có thể dịch chuyển trực tiếp luôn nha. Tới đây thì các bạn sẽ nói chuyện với NPC ha. Sau khi mà nói chuyện với NPC xong á thì các bạn là cái cánh cửa này để mà khiêu chiến ha. Thì ở đây là nó sẽ có 7 ngày các bạn, mỗi ngày thì sẽ mở một ải nha các bạn. Và ải nào thì mình nghĩ là nó cũng đơn giản thôi. Ok, cái ải đầu tiên tên là giới hạn vận động của khớp. Ở cái phần này các bạn không cần phải lựa chọn nhân vật nha, tại vì ở đây nó có nhân vật dùng thử rồi nha các bạn. Rồi, bây giờ là mình sẽ vào ha. Ở đây thì có mở khiêu chiến và thiết lập đội, nhưng mà thiết lập đội thì chỉ có 4 con thôi. Vậy cho nên là mình nghĩ là những cái phần sau nó sẽ tăng thêm hay sao á. Rồi ok, mình sẽ mở khiêu chiến nha các bạn. Nếu mà bạn nào mà đã từng chơi cái sự kiện này rồi á thì nó khá là đơn giản ha. Mình hướng dẫn cho các bạn sơ sơ thôi nha, anh em nào biết chơi rồi thì thôi nha. Đầu tiên là mới vào thì các bạn sẽ chưa có cái năng lượng, tức là các bạn bây giờ anh em phải đánh quái để mà tích nộ lên nha các bạn. Rồi ok, sau khi mà anh em tích nộ đầy cái hình cái chữ T bên dưới nè nó, thì các bạn phải lưu ý là các bạn đánh hết trơn quái rồi nha thì các bạn mới sử dụng cho mình nha, tại vì sử dụng một lần để được nhiều quái á các bạn. Rồi ok, bây giờ thì mình chờ cái đợt quái thứ hai mình lùi lên đằng sau đó, sau đó là mình nhắn vô chữ T, và sau đó mình canh góc đẹp là mình nhắn vô chữ Q đó, thì nó sẽ đánh bại tất cả các quái mà có mặt ở trong cái khung hình. Và cái màn này nó yêu cầu cũng không cao các bạn, cho nên là nếu mà các bạn kiếm nhiều điểm á, thì các bạn có thể làm giống như mình, còn không thì anh em có thể làm một cách đơn giản thôi đó. Anh em tích nộ, sau đó là các bạn sử dụng T đó. Như những lúc như vậy nè các bạn, thì cái nộ của cái thuốc tỉnh táo là các bạn, như các bạn thấy là nó đã đầy rồi, nhưng mà ở trên cái map nó ít quái quá thì mình cũng sẽ không có sử dụng ha, mình sẽ để đó ha, để khi nào mà nhiều quái thì mình mới sử dụng nha các bạn. Mà khi mà sử dụng các bạn lưu ý giúp mình là các bạn lùi ra đằng sau những cái con quái đó. Đó các bạn, mình chạy, các bạn xảy xa ra để cho nó vào cái khung hình. Sau đó các bạn bật cái chiêu T lên. Đó, rồi các bạn nhắn Q. Trên máy tính thì mình sẽ sử dụng những cái phím như là QT. Còn nếu mà chơi điện thoại thì các bạn có thể nhắn trực tiếp vào ha. Như các bạn cũng thấy thì một lần của mình á, một lần nắm bắt sơ hở của mình á là được tới mười mấy cái sơ hở là các bạn có thể thấy ha. Như vậy á, chứ các bạn chỉ cần nắm bắt tầm 2-3 lần là các bạn đã xong rồi. Đó, chứ không cần mà quá nhiều như mà các bạn cũng thấy ha. Hiện tại mình đã nắm bắt được 42 sơ hở rồi, và điểm khiêu chiến là 1200, và cái yêu cầu của nó là 1500 các bạn. Thì cái này nó cũng khá là đơn giản thôi chứ không có gì. Bây giờ mình nắm bắt thêm phát nữa nè, nhưng mà khúc này mình nắm bắt lỗi các bạn, tại vì quái bị nổ rồi các bạn ơi, chỉ còn là vài con như vậy. Là nếu mà anh em nắm bắt như vậy là nó sẽ uổng cái thuốc tỉnh táo lắm nha. Các bạn thấy có gàng không? Nó sẽ uổng cái thuốc tỉnh táo để lần sau á mình không có sử dụng được, mình phải tích nộ tiếp với các bạn, mất thời gian ha. Cho nên là các bạn phải sử dụng cái lúc mà nhiều quái và đi xa ra. À, nó chỉ có bao nhiêu đó thôi, nó khá là đơn giản. Với lại cái sự kiện này mình nghĩ là nếu mà các bạn chơi chơi cũng thắng, tại vì nó không có giới hạn cái nhân vật của mình nữa. À, mình có thể sử dụng cái nhân vật dùng thử rồi thì nó easy rồi các bạn ha. Ok, mình tua cho nó mau nha các bạn. Thì mình nắm bắt được 89 sơ hở và được 2009 điểm. Thì với cái số điểm này thì mình đã dư cái phần thưởng rồi ha. Nói chung là các bạn chỉ cần tìm được 1500 điểm là ok. Đây, mình vào cho các bạn xem ha. Đây là một ải các bạn nắm được 7 sơ hở trong một lần. Đó, thì cái này quá dễ rồi, mình nắm toàn trên 10 sơ hở thôi. Còn điểm thì trên 1500 ha. Còn tổng chặn là 30 lần. Mình nãy là 89 lần, thì mình nghĩ là các bạn có thể hơn mình luôn á. Rồi, có thể nói là cái sự kiện này nó khá là đơn giản, và mình chỉ chia sẻ những cái kinh nghiệm mà mình biết thôi. Cảm ơn anh em đã xem hết video, và đừng quên là cho mình xin một lượt đăng ký kênh và một lượt like. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Rồi bây giờ thì bye bye.